Số về chờ Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video Shop chờ Radio. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ xin mời quý vị và bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ. cho đó là chuông là quý vị và bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video những clip mới nhất em hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và ở video ngày hôm nay em hân hạnh giới thiệu tới quý vị và bạn một sản phẩm là chiếc âm ly Accuphase E213. Đây là phiên bản cuối cùng cao cấp nhất của Sony. Và E21X series đến từ thương hiệu AcuFace và sau model E213 thì AcuFace sẽ nâng cấp lên phiên bản E250 là phiên bản có thiết kế mới. Tuy nhiên về kích thước cũng như hình thức thì về cơ bản nó là bản kế nhiệm của E213 vì vậy à, âm sắc cũng như công suất không hề thay đổi đều 90W cộng 90W trên một kênh 8 ohm và đều với ghép phù hợp với các dòng loa như là Tannoy, B và V kép, JBL hay các dòng loa đến từ châu Âu. Các dòng loa cây đều rất là phù hợp. AQV E213 thì quý vị và các bạn có thể quan sát thấy nó mang một cái thiết kế mới với hai đèn VU ở chính giữa và đường input tông và volume thì được sử dụng điều khiển từ xa và nó sử dụng dây nguồn rời có thể giúp quý vị và các bạn dễ dàng nâng cấp dây nguồn và sản phẩm E213 đang có sẵn hàng tại Việt Trường Audio với hình thức xuất sắc. Và chiếc âm ly này thì chơi được hai cặp loại A và B. Đây là một chiếc âm ly có âm sắc cực kỳ hay cùng công suất rất ổn. Nhưng em đã giới thiệu tới quý vị và bạn và đặc biệt ngày hôm nay tại Việt Trường Audio quý quý vị và bạn trải nghiệm chiếc âm ly Accuphase E213 thì em hân hạnh gửi tới quý vị và bạn một mức giá giao lưu rất là hợp lý ở thời điểm hiện tại cho một chiếc âm ly xuất sắc như thế này chỉ 40 triệu đồng cho chiếc Audi a E213 một mức giá rất ổn áp ở thời điểm hiện tại cho một chiếc Audi hình thức xuất sắc như thế này quý vị và bạn bạn có thể quan sát thấy từ trước ra sau nó rất là đều rất là đẹp phía sau tất cả rác đậy đang còn đầy đủ và quý vị và các bạn có thể quan sát thấy rác giờ xe cũng đang còn rất là đẹp và mới chiếc Audi này sử dụng nguồn điện 100V và công suất tiêu thụ sẽ là 230W và ngoài ra cái dòng sản phẩm này thì nó có một cái điều rất là tiện lợi là nếu quý vị và bạn sử dụng nguồn điện 220V thì em cũng có thể hỗ trợ quý vị và bạn uh, chuyển đổi sang nguồn 220V để tránh uh, cắm nhầm điện hay nguồn điện là quý vị và bạn không có sẵn nguồn 100V uh, thì chiếc min này có thể chuyển đổi điện cho quý vị và bạn chơi một cách thoải mái nhất và hợp lý nhất. Và chiếc min này đương nhiên rồi có điều chỉnh bắt chép lau nớt đầy đủ để quý vị và bạn trải nghiệm sản phẩm tối ưu nhất và mọi nhu cầu mua sắm tư vấn với các miệng thúy cũng như giao lưu các sản phẩm audio xin mời quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển hoặc trực tiếp qua số em trải nghiệm tại Hà Nội em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn